Xin chào quý vị các bạn, đây là trại trang trại của anh Thạch nhé. Nuôi ở bên này là lợn này, bên này trâu này, trâu còn trong đó là bò này. Còn đàn nghé này chúng tôi cũng muốn bán đi, bởi vì là do không có người chăm sóc. Nói chung là ở đây có 4 con à, 4 con, 5 con, 5 con đó là sinh nghệ khoảng 10 lứa tuổi đấy. Đến năm cả đây. Đến năm à? Con muông vô sải như thế nào? Sáu sải gà. Sáu sải gà. Nói chung nghề lấy về nuôi đẹp. nuôi nuôi là đẹp nè. Còn nghe được. Nghe được cả. Nghe được cả nhá. Đấy. Được khoảng 5 tuổi cái này sưng con nào sưng thường sưng như thế nào đẹp? Sưng to cả, mở rừng rừng cả. Rồng sưng. Đây. Đây đang cỏ đây này, cỏ từ bít rê này. Không có cho ăn được, không. Cỏ rồi. Đấy. Con giờ gà nó nắng. Tuy. Giờ gà cái cân to hôm 7. Cân to là 2 bài này, con này này. Con nhỏ như thâm ba. Con nhỏ thâm ba. Con nghệ bên đây này. Nghệ bên đây coi không? Đẹp không? Cần đi sào sải, cả mê này, mê bạn, nói chung bạn cả, nói chung ai có nhu cầu thì gọi là bạn toàn bộ, cắt cần thịt cả ruộng bạn, đứng gọi cho ăn, đứng gọi cho ăn cho nên là một chắc chăm sóc được, đang thỏ đây nè, lớn với lớn nhiều thứ quá, nuôi không nổi như lợn này. Lợn thịt này. Lợn đen, lợn ấy gì có nhiều ấy. Nhiều lợn này, lợn chỉ đây lợn lái là lợn này. Lái là thịt. Đấy. Ơi, đẹp xíu á. Đi. Lợn lợn mà. Con lợn mà thì ở bên đây nhá. Lợn mà nó đẻ. Đây, đang đẻ. Hai con bên này chuẩn bị đẻ. Lợn thịt này thì cắn vòng đấy ngon, có là 6 yên 7 yên đó hai. 7 yên đấy. 7 yên gà đó. Lợn mờ bên nè. Đây đang lợn mờ ai này. Mới đẻ. 3 ngày. Mới con đấy. 11 con. Con nhiều. 3 ngày. Bên lên mờ đang con đối nam vậy, cân hai cái này cần bị đẻ cả hai cái này. 15 đi đẻ. Lợn này mờ nó to này hai. Mờ bên nó to nhất. Mà bên tay to nè. Không con mò bên nào nhìn lâu mà lâu. Mò bên tay to nè. Đang mò đâu nè. Uống họ nè, cái lợn kìa. Lợn đấy nè, đang lợn nè. Lợn mò đem nhốt trong bò. Trong bò không có bạn, trong bò để cho lợn đẻ. Hầu việc đưa được. Nói chung là nghề này là nghề đẹp cả đó hả? Nghề này. Ở cánh mới sầu. Chân mở rồng. Mắt đẹp. Trái tiên trái hầu đẹp. Chân to, bố chân này. Chân khá là. Chân miếng trái chê này. Giòn á. Nghề là giòn luôn. Rất giòn nhá. Nghề. Ai mua được về thuốc cay rồi. Thuốc cay được cả đây. Chủ yếu là phải bịt cỏ về cho con lớn là nuôi nở thế nuôi bắt đầu phải về thì bịt cỏ về cho dư vườn ít đồ uống thở được nữa nè. Đập để cái này ra dầm người ta chửi phải bán nhé. Dạ đó. Giờ dầm bây giờ người ta bắt đầu vào mua rồi bắt đầu là gì? Dầm việc này khác người ta bán. Đấy hệ thống chuồng trại là rồng trại thoải mái. Rồng hai. Đây cũng hệ thống chuồng. Tấn được á hả? Còn chí nữa, còn chí để nói với nghệ. Rồi đây nhé.